Nam chính của chúng ta Lee Elgin, là một con nghiện game đích thực, trò chơi mà anh nghiện chính là Deus Ex Machina, một trò chơi thực tế ảo xuất hiện 15 năm trước. Anh đã nghiện trò chơi này đến mức ám ảnh và rồi dần dần dâng hiến cả cuộc đời mình cho nó. Và cho đến 15 năm sau, anh đang đứng bất động ở trước một căn nhà gỗ nhỏ nơi dùng để cường hóa các vật dụng thì bỗng giọng nói chủ nợ của anh cất lên chất vấn anh. Này này Lee Elgin, tại sao mày lại đi cường hóa hả, mày tính làm gì thế? Nghiến chặt răng lại Lee Elgin, người đổ đầy mồ hôi chửi mẹ kiếp tên cho vay chết tiệt, đến trong game hắn cũng để mắt đến mình sao? Bỗng vui tươi trở lại anh thấy một người nợ ngập đầu như mình thì đi đâu mới kiếm được tiền chứ? Cái quan trọng là phải biết nắm bắt cơ hội đổi đời. Cứ thế anh hùng hổ định bước vào bên trong mặc kệ chủ nợ đang ra sức can ngăn. Này từ từ đã, đừng có hấp tấp, chú cứ bình tĩnh. Thấy Li Elgin đã đi vào trong nhưng tiếng gào thét làm ơn làm ơn, chỉ lần này tôi cho bọn tao thấy hy vọng đi vẫn cắt lên trong vô vọng. Vào đến bên trong Li Elgin nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đang phát sáng trước mặt, có một sự thật là do không có người thay mới thay thế cho những người như anh nên bọn anh những người chơi cũng đã và đang cố gắng để lấp đầy khoảng trống của server. Và họ gọi những người như anh là những kẻ đã chết. Còn anh là một thằng nghiện game một kẻ đã tiếp tục chơi suốt 15 năm do không có game nào khác khiến anh đam mê nữa. Cả người đã lo lắng đến run run đổ đầy mồ hôi eo zin tự động viên chính mình, giờ thì tất cả những gì anh cần làm là phải cường hóa thành công. Nhớ lại những ngày đầu chơi game suốt ngày đánh những con thú mút mục khác nhau anh thấy lúc đầu game bầy cũng khá vui đấy chứ. Nhưng anh không ngờ rằng mình lại chơi game này suốt 15 năm như vậy. Trong suốt thời gian chơi game, anh thậm chí đã từng làm lãnh đạo đội ngũ, đứng đầu guild và cả lãnh chúa một lâu đài. Lúc đó số tiền thuế anh thu từ lâu đài là đủ để trang trải cuộc sống. Cầm một viên đá cường hóa trên tay, Lieljin hồi hộp tự động viên bản thân rằng cấp 7 thôi, chỉ cần cấp 7 là anh có thể trả hết nợ rồi. Hít một hơi thật sâu, anh rơi vào trầm tư nghĩ cái lối sống như một thằng nghiện game thế này cũng nên dừng lại rồi.